Kính chào quý vị trong chương trình Nhân quyền cho Việt Nam với luật sư Anh Tuấn và Trúc Hồ. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 26 tháng 4, gần đến ngày quốc hận 30 tháng 4 của người Việt Nam chúng ta. Kính thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi cầu nguyện cho những người đã nằm xuống, những người dân, những người lính đã hy sinh bảo vệ miền Nam trên 20 năm, cho chúng tôi thế hệ ngày hôm nay có được nền văn hóa, nhân bản, những cuốn sách hay, những bài thơ hay, những bài nhạc hay. Cảm ơn những người đã nằm xuống, cho chúng tôi có tư cách tị nạn, để ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại xứ sở tự do. Cũng không quên cầu nguyện những người đã nằm xuống trên đường vượt biên đi tìm tự do, trên biển cả, trong rừng sâu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Xin mời quý vị nghe bài Lời Kinh Em, một sáng tác tuyệt vời của nhạc sĩ Việt Dũng, để cả lại thảm cảnh vượt biên trên đường biển, thảm cảnh của người Việt Nam của chúng ta phải chịu đựng sau ngày 30 tháng 4 trong DVD Hùng Ca Xứ Việt của ESA phát hành ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Trời chớ vơ ơi, người bơ vơ, người vẫn ôm mạnh ván rũ mục. Lời kinh cầu từng hồi nấc nghẹn, lời mẹ buồn giữa tiếng amen. Người buông xuôi về nơi đáy nước, người có mộng một nấm mộ xanh. Biển ngây ngô hay biển man dợ, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ. Người buông xuôi về nơi đáy nước, người có mộng một nấm mộ xanh. Biển ngây ngô hay biển man dợ, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ. Oh.
Kính thưa quý vị, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ? Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta những người Việt biên đường bộ, đường biển tìm cái sống trong sự chết, chúng ta đã làm lại từ đầu bàn tay trắng. Nhưng chúng ta không có làm ngơ. Những người Việt Nam của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng về quê hương, nhìn những gì đang xảy ra trong nước. Kính thưa quý vị, đã 38 năm qua, từ ngày Cộng sản Bắc Việt xé bỏ Hiệp định Paris, cưỡng chiếm miền Nam, một bài báo New York Times đã viết những gì đang xảy ra trong nước. Xin mời anh luật sư anh Tuấn chia sẻ cùng quý vị. Vâng, thưa quý vị, với tựa đề là Bất mãn chưa từng thấy, tờ nhật báo lớn đó là tờ New York Times trong ngày 24 tháng 4 vừa qua vừa đăng một bài báo về lòng tin của người dân Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong tình hình khó khăn hiện nay. Dưới tiêu đề, những lúc khó khăn cũng là lúc bất đồng và trấn áp công khai nở rộ ở Việt Nam, nhà báo Thomas Fuller của New York Times đã đưa ra quan sát này trong một lần đi tìm hiểu thực tế mới đây ở thành phố Sài Gòn. Nhân vật chủ đạo trong bài báo là giáo sư Nguyễn Phước Tương, tức tương lai, cựu cố vấn của hai đời Thủ tướng Việt Nam. Ngoài ra, ký giả này cũng đã trao đổi với ông Trương Huy San, tức nhà báo Huy Đức, một cựu cố vấn khác của Thủ tướng là tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, cũng như một số nhà quan sát khác để tìm hiểu về tình hình kinh tế chính trị của Việt Nam hiện nay. Không tin đảng nữa, trên các kệ sách chất đầy các tuyển tập của Marx, Engels và Hồ Chí Minh, dấu ấn của một đời trung thành với Đảng Cộng sản, nhưng ông Nguyễn Phước Tương, 77 tuổi, nói ông không còn tin vào đảng nữa. Bài báo bắt đầu từ tư gia của giáo sư tương lai ở ngoại ô thành phố lớn nhất nước. Ông Tương cũng giống như rất nhiều người khác ở Việt Nam hiện nay đang lên tiếng phản đối chính quyền mạnh mẽ. Chế độ của chúng tôi là độc tài toàn trị, ông Trương được dẫn lời nói. Tôi là người sống trong lòng chế độ. Tôi biết tất cả những khiếm khuyết, những sai lầm, sự suy thoái của nó. Nếu chế độ này không được sửa đổi, thì từ nó sẽ sụp đổ, ông nói thêm. Theo nhà báo Fuller, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế và nội bộ đảng đang bị chia rẽ. Giữa một bên là những người bảo thủ muốn vẫn duy trì những nguyên tắc sai đường của chủ nghĩa xã hội và sự độc quyền lãnh đạo, và một bên là những người kêu gọi một xã hội đa nguyên và chấp nhận hoàn toàn chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, quan trọng nhất là đảng đang đối phó với một xã hội thông tin ngày càng rộng mở và khán giả ngày càng tỉnh táo trước các thông tin khi mà có nhiều tin tức và ý kiến khác nhau lan truyền trên mạng, làm ảnh hưởng đến sự tuyên truyền của truyền thông nhà nước. Bài báo dẫn nhận định của ông Kalae Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc, một trong những học giả nước ngoài hàng đầu về Việt Nam, cho rằng giờ đây sự chỉ trích đảng đã bùng nổ trên toàn xã hội. Đây là khác biệt lớn nhất so với các thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng trải qua kể từ khi đảng này thống nhất đất nước 38 năm trước đây, như cuộc chiến với Trung Quốc và Campuchia, khủng hoảng tài chính và chia rẽ nội bộ. Cũng theo quan sát của ông Thayer, thì bất đồng nở rộ, nhưng đồng thời sự đàn áp cũng gia tăng. Và nói về sự bi quan sâu sắc là có thêm nhiều người muốn bày tỏ chính kiến phê phán chính phủ của mình hơn trước, và những gì họ chỉ trích cũng nghiêm trọng hơn. Ông Trương Huy Sang, tức nhà báo blogger Huy Đức, tác giả Bên Thắng Cuộc, nói với New York Times, vấn đề đặt ra ở đây, theo nhà báo Fuller, là khó mà hiểu được sự bi quan sâu sắc của người dân trên đất nước này nếu nhìn vào bề mặt của sự tăng trưởng kinh tế. Theo bài báo này, thì nhiều người cho rằng Việt Nam đang mất phương hướng, mặc dù đất nước này có dân số trẻ và làm việc chăm chỉ. Trong vòng 21 năm sống ở đất nước này, tôi chưa bao giờ thấy sự bất mãn với chế độ của trí thức và doanh nhân lên đến mức độ như hiện nay. Ông Peter Ryder, giám đốc điều hành của quỹ đầu tư Indochina Capital, được dẫn lời nói. Tại diễn đàn kinh tế mùa xuân do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức hồi đầu tháng 4 năm nay, các diễn giả đã tranh nhau nói trước micro
kinh tế gia Lê Đăng Doanh thuật lại với New York Times như sau. Ông cho biết nhiều người đã chỉ trích, mặc dầu nền kinh tế cần phải được tái cơ cấu sâu rộng, nhưng gần như chẳng ai làm gì cả. Đó là sự khủng hoảng lòng tin. Ông Doanh được dẫn lời nói, năm nào người ta cũng nghe hứa hẹn là thời gian tới mọi việc sẽ được cải thiện, nhưng họ không thấy gì cả, ông nói. Bài báo đã nêu đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là trung tâm của cơn bão chính trị hiện nay. Sự tự tin thái quá và các chương trình đầy tham vọng của ông Dũng lúc đầu giúp ông có người ủng hộ, bởi vì ông đã đoạn tuyệt với khuôn mẫu một cán bộ đảng sơ cứng, bài báo viết. Tuy nhiên, sau đó ông làm nhiều người bất mãn với việc giải tán ban cố vấn vốn là động lực phía sau chương trình cải cách kinh tế mà ông tương lai là một thành viên. Bên cạnh đó, chính sách kinh tế mang dấu ấn cá nhân ông Dũng là thúc đẩy thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước theo kiểu các Chabo của Hàn Quốc đã đem lại được hiệu quả ngược. Điều hành các tập đoàn này, những người thân cận với Đảng Cộng sản, những người đã biến các tập đoàn thành nhiều công ty khác nhau mà họ không đủ khả năng điều hành, cũng như đầu cơ trên thị trường chứng khoán và bất động sản. Hai tập đoàn trong số này đã gần như sụp đổ và đang đứng trên bờ vực phá sản. Và nói về một kế tiếp đó là căng thẳng trong đảng. Ông Nguyễn Phước Tương nói với New York Times rằng những khó khăn của nền kinh tế đã khiến cho căng thẳng trong nội bộ Đảng Cộng sản dâng cao. Hồi tháng 2, ông đã tham gia soạn thảo một thư kiến nghị gửi đến lãnh đạo đảng Nguyễn Phú Trọng để kêu gọi thay đổi hiến pháp theo hướng đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân. Ông nói đến nay ông chưa nhận được phản hồi gì cả. Giờ đây ông đang cảm thấy áp lực thời gian. Ông cho biết căn bệnh ung thư của ông mặc dù đang thuyên giảm, giống như là sự giải phóng tư tưởng thôi thúc ông phải nói lên điều mà ông cho là sự thật. Ông nói cho cùng, Marx là một nhà tư tưởng vĩ đại. Ông nói, nhưng nếu như thế giới này chưa từng có Marx, thì có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Bên cái bản điện tử của bài báo này trên trang chủ của New York Times đã nhận được một số ý kiến phản hồi của độc giả theo như là cái bản dịch này có nhiều người BBC đó thì là cho ý kiến, tại chúng thấy là lần đầu tiên một cái có thể nói là với phản ánh sự diễn ra hiện tại đó, là chính tờ báo lớn nhất của Mỹ cũng nói lên những cái sự bất mãn của dân Việt Nam và sự gọi là thống trị mà gọi là đã đem độc đất tài. Nước độc tài đã đem đất nước Việt Nam đến cái hoàn cảnh hôm nay. Chính những người mà gọi là có thể nói là tin tưởng vào chế độ, những người cộng sản, họ đã giờ thấy sự thật. Và đặc biệt như chúng ta thấy là ông Nguyễn Phước Tương là một vị cố vấn cả hai đời thủ tướng, và ông này bây giờ ở tuổi 77 đang bị ung thư, thành ra ông đã nói lên được sự thật, tại ông không còn sợ nữa và ông thấy được cái thực tế là những cái bất tài cũng như là những cái đất nước đang đi về đâu. Và kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt đã cưỡng chiếm miền Nam, xóa bỏ Hiệp định Paris. Để được cái gì? Để thống nhất nhưng mà đi nô lệ cho ngoại bang Trung Cộng. Để được cái gì? Để cả miền Bắc và miền Nam cùng đi vào những ngày tăm tối nhất của lịch sử Việt Nam cận đại.